đến với kênh nông dân miền Tây. Hôm nay mình trở lại đầu vụ bà con ơi. Khi trước khi vô vụ chuẩn bị vụ mới đó, vụ đông xuân á, mình xin chúc quý bà con một được một mùa vụ bội thu trúng mùa nha bà con. Và hôm nay là mình đi xịt cỏ bờ bà con ơi. Và mình chuẩn bị xịt cỏ bờ để làm đất xả bà con. Nước hôm nay cũng mới hết bão số 5 đó bà con. Nên nước cũng chuẩn bị giật nên mình xịt thuốc để cho mấy cái cây cỏ nè. Nay nó um tùm cho bà con. Bà con thấy nước ghê không? Đó, bên đó có người ta dân lứ luôn bà con. Đó, vỏ đó. Dân lứ luôn bà con ơi. Hôm nay mình xịt thuốc cỏ bờ miếng tám công tầm lớn mình đó bà con. Miếng mà bà kinh nè. Rồi đường nước bà con, hôm nay mình xịt là giống như mình xịt thuốc này là để mình một loại thuốc mà mình thay thế 2,4 lít mà mình ở đây ta dùng giờ hiệu quả lắm bà con ơi. Bỏ mình xịt rồi cái anh kia anh cũng xịt mà cũng hiệu quả mà anh tăng liều lên nè bà con. Đầu tiên bà con cũng xịt thuốc cỏ bờ này, cái chai cỏ bờ nè bà con, như cái chai mà mình mua bình thường thôi. Tại vì thuốc bây giờ quá chậm mắt rồi bà con ơi, mình xịt thuốc nào để cho nó, mình tìm cách nào để cho nó ấy thôi bà con, để cho nó nhẹ chi phí. Như cái chai này bà con thường mua cái chai này, bà con xịt cộng thêm 2,4 lít nữa, 2,4 lít giờ một chai cũng 100 mấy rồi bà con. Mà bà con xịt thì nó tốn tiền quá, nên mình dùng thay thế 2,4 lít là muối. Cái này mình mới ngâm mà bà con, mới ngâm mỗi sáng nè. Mình ấy bằng muối bột rồi bà con, muối bột á. Mình mới mua 1 ký, 1 ký có 5.000 bà con ơi. Mình pha một chai luôn. Có nhầm anh em ở đây là người ta pha là nửa ký luôn á, một bình nửa ký luôn á. Mà một bình nửa ký sợ nó nặng làm nó quá trời ấy, quá nó hư bơ, mau hư bơ bà con. Nên mình dùng cái lượng nhẹ hơn là 1/4, 1/4 thôi. Một ký mình xịt 4 bình hoặc 5 bình thôi bà con. Đây bà con, lắc nó còn nghe, còn nó chưa tan hết nữa. Nên mình dùng hai thứ này thôi. Cái này 1 ký 5.000, mà mình xịt cho 5 bình đi, 1 bình có 1.000 bà con. Và cái này mình xịt giảm lại. Như thường bà con xịt chung với 2,4 lít á, bà con xịt 200, 150 đó, mình giảm lên 100 vậy đó. Nên mình cho nó nhẹ chi phí bà con ơi. Chứ bây giờ cỏ bờ lúc kia mình mua một chai có 100 mấy à, bây giờ nó 200 mấy á bà con. Bởi vì nó tốn kém quá. Bây giờ mình pha thuốc rồi mình xịt đó bà con.